Anh có biết lần đầu tiên mà em hút một cái hơi thuốc vô là em bật ngửa luôn. Cái rổ file đó là nằm trong cuốn album để đi chào khách. Và giá lúc đó thì dao động khoảng từ 300 đô đến 500 đô. À, anh này muốn có một đứa con với em. Dùng tiền công nha là 50.000 đô. Kéo xuống giường thì ông em đang đứng mà kéo cái thì em té sắp lên trên người ổng luôn. Cái tiếng rên của ổng nó ẳng ẳng giống như là cái con chó mà nó bị mắc bẫy đúng không? Ăn thuốc cái gì nó ăn bảo thuốc gì. Cát Tường xin chào đón quý vị đến với chương trình Cát Tường 1001 câu chuyện thật. Kính thưa quý vị, sau gần 25 năm làm nghề thì đây là lần đầu tiên Cát Tường cùng với các bạn bè của mình cùng thực hiện một cái chương trình để phát trên kênh YouTube của MC diễn viên Nguyễn Trí Cát Tường. Mọi người nhớ đón xem chương trình này nha, bởi vì đây là một chương trình rất đặc biệt sẽ được phát sóng trên kênh YouTube của Cát Tường định kỳ vào lúc 18:30 thứ năm và chủ nhật hàng tuần. Đến với chương trình Cát Tường 1001 câu chuyện thật sẽ có cái điều gì nó hấp dẫn và đặc biệt. Và ngày hôm nay thì Tường rất là vui khi mà đã mời được một người anh, một người bạn, một người tri kỷ rất là thân quen với Cát Tường mà cũng không lạ gì với quý vị khán giả nữa. Xin giới thiệu nghệ sĩ Trung Dũng. Khi mà Cát Tường nói 101 câu 1001. À 1001 hả? Anh tưởng là 101 con chó đốm chứ. Anh tưởng là 101 con chó đốm chứ. 101 con chó đốm chứ. Gì vậy trời ơi trời. Anh xin lỗi tại vì nãy anh nghe 101. Không ngờ là 1001 luôn á. 1001 câu chuyện thật. Vậy là cuộc đời của em cái câu chuyện nó dài tới mức độ vậy luôn á. Em sợ còn hơn 1001 câu chuyện nữa đó. Vậy sao? Anh là nổi tiếng là thân với em, cùng quê thân xưa đến giờ, nhưng mà em cũng chưa chắc anh biết được những góc khuất của em. Không, anh cũng có biết cái thời sinh viên của em, cũng nghe nói nhiều. Rồi cái lúc mà thời gian em ở Biên Hòa thì anh không biết. À. Đó, và sau khi mà bắt đầu về Sài Gòn, bắt đầu dính đến nghề thì cũng biết chút chút về vấn đề mưu sinh và vấn đề tình cảm. Vậy thì ngày hôm nay anh có biết chủ đề của anh em mình là gì không? Em đã lựa cho anh một chủ đề rất là hấp dẫn. Thực ra thì em gọi điện anh cắm đầu anh chạy tới. Rồi, kính thưa quý vị, ngày hôm nay đến với nghệ sĩ Trung Dũng thì Cát Tường đã chọn một cái chủ đề có tên gọi là những cám dỗ quanh ta. Anh Dũng cũng như Cát Tường đều là hai người bạn cùng đồng hương ở dưới quê lên thành phố, thì chắc chắn rằng lên thành phố sinh sống thì anh phải công nhận là xung quanh chúng ta có rất nhiều cám dỗ, đúng không? Thực ra thì cám dỗ thì tất nhiên là ai cũng sẽ gặp. Chứ dù bây giờ người đó như thế nào chăng nữa, xấu cũng có cám dỗ xấu, đó, cám dỗ đẹp, và người giàu cũng có cái cám dỗ, đó, nghèo cũng vậy, lứa tuổi nào cũng vậy, đó, tới già 100 tuổi cũng bị cám dỗ nếu chúng ta còn thở và chúng ta còn có mưu cầu về cuộc sống. Hay quá. Nhưng thưa quý vị, mỗi chương trình của tôi chỉ phát sóng có 30 phút thôi, thì làm sao mà em có thể kể anh nghe hết những cám dỗ của cuộc đời em? Chia với 1001 phải chia ra. Vậy thì bây giờ ngày hôm nay nè, để cho anh Dũng chọn luôn, em chia ra 3 giai đoạn. Thì bây giờ anh muốn nghe em kể chuyện cám dỗ của em ở giai đoạn nào? Nói chung là giai đoạn nào anh cũng muốn nghe. Không, anh đừng có tham. Số này anh chỉ được một câu chuyện. Rồi anh muốn, em mời anh gặp em số khác. À, vậy hả? Ừ. Thôi giờ mình bước vào cái giai đoạn mà mình đi làm nghề đi. Làm nghề vậy là trưởng thành. Trưởng thành đấy. Ok. Vậy thì thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với những cám dỗ khi Cát Tường ở giai đoạn trưởng thành. Em sẽ kể cho anh nghe một vài câu chuyện cụ thể rất ghê gớm, nhưng mà em có hứa với anh là em sẽ kể 100%. Kể thật 100%, không có chơi xạo nha. Không có xạo. Không có nói xạo nha khán. Okay. Giả bây giờ rất là tinh ý nha. Không. Họ, bao người giờ ta biết hết đấy. Xạo. Em sẽ nói cho mọi người nghe luôn cả những cái xấu của em, những cái gì em đã bị dụ dỗ và những cái gì em đã vượt qua được những cám dỗ. Rồi em có dụ người ta không? Có. Rồi thưa quý vị, trước tiên thì nếu mà nói về những cạm bẫy thì cái lúc đó khi mà em lên thành phố Hồ Chí Minh á, em nhớ mẹ em dặn rất là kỹ luôn, ở trên thành phố nhiều cám dỗ lắm cho nên con phải cẩn thận, đặc biệt là phải cố gắng giữ gìn cái trinh tiết á. Con đi đâu chơi á, mẹ dặn rõ ràng, anh biết mẹ em mà. Người Huệ mà. À, người Huệ, ai mời ly nước con cũng không được uống. Ai đưa cho con cái lon bia, lon nước ngọt thì con phải tự tay con khui, không bao giờ để người khác khui. Hồi đó là sợ bị dụ dỗ. Lúc đó cái thời là vũ trường quán bar rất nhiều. Rất là nổi. Em mà cũng thuộc loại là cái nổi tiếng là hay đi vũ trường quán bar. Nhưng mà em là vì được mẹ dạy từ nhỏ rồi, không? Anh em quan sát rất xung quanh rất là kỹ. Có những cái không phải mình không muốn đâu. Ví dụ lúc đó hả, ăn chơi nè, rồi vũ trường nè, thâu đêm suốt sáng nè, mà xung quanh thì mình ở dưới quê lên trên này thì đèn màu rực rỡ thì ai không mê. Thì thật sự lúc đó em rất là bị mê. Hồi đó em đi vũ trường dữ lắm, mà em gan lắm. Anh có biết ở cái đường Phạm Thái Bường á? Ủa, đường gì bên hông New World là đường gì? Lê Lai hả? Lê Lai hả? Bên hông cái New World đó.
cái đường đó dắt khuya ha, cái thời điểm đó đó là 2-3 giờ sáng tới 5 giờ sáng là đấm bóp dắt hơi á, gõ bụp 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 nào mà trải chiếu, mà những cái dân chơi ở Sài Gòn á là ngồi hút hút cái gì mà cái ống dài, giống như thuốc lào hay là cái gì đó, ống điếu dài 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 vậy nè. Thì những hình ảnh nó thật sự nếu mà là một cô gái dưới quê là nhìn thấy phải rất là ghê gớm đúng không? Vậy mà lại thích hả? Em lại bị kích thích. Ở đây làm cái gì? Tới sáng vậy mà có lần em dám đi đó anh. Em với em rủ thêm một người bạn nữa, bạn trai đi theo để mà giống như để bảo vệ mình. Mà 2 giờ đêm dám ra mà trải chiếu nằm ở đó mà kêu nó bắp dắt hơi lại có bụp 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 bụp. Rồi xung quanh người ta hút rột rột rột, mình ngồi mình coi. Có nghĩa là em lại nè, tò mò, muốn khám phá. Với lại em cứ hay nghĩ nè, mình phải coi mình có kinh nghiệm sống, ví dụ mình mai mốt mình mời mình đóng phim hay là gì cái vai đó là sao. Anh có nhớ cái thời em đóng cái phim Đồng Tiền Xương Máu đó hả, là hút thuốc lớp mình nè, tại anh không có ở ký túc xá, anh nhà giàu anh ở riêng, còn em ở chung với mấy bạn trong ký túc xá đó. Tối á mấy ổng mua thuốc tập cho em hút. Anh có biết lần đầu tiên mà em hút một cái hơi thuốc vô là em bật ngửa luôn. Em bật ngửa luôn, bật ngửa luôn. Linh á, rít vô tường, rít vô mà ém vô để ra cái lỗ mũi. Em hít ra cái lỗ mũi xong cái em bật ngửa ra luôn. Thú đó, nặng lắm. Nặng lắm. Chết mà. Ừ. Đó, mà em tập hoài đó anh, vậy mà cuối cùng em cũng phì ra được lỗ mũi nha anh. Em đóng phim em thấy không? Vô là sức chúng luôn, bởi vì toàn là đóng vai giang hồ, giật chồng chứ đi đòi nợ không. À, nhưng mà đó là mới có vòng vòng cám dỗ xung quanh thôi. Còn bây giờ vô cám dỗ thật sự nè. Có một cái bạn đó là dạng thế giới thứ ba, giống như là má mì vậy đó, là chuyên là dắt mối, kết nối cho những người hoạt động nghệ thuật. Em không dám dùng từ nghệ sĩ, tại nghệ sĩ thì người ta không như vậy. Nhưng những bạn trẻ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, hoa hậu, người mẫu, diễn viên, gương mặt triển vọng, vân vân, để kết nối với các đại gia, các người có nhu cầu. Mà đa số hồi đó em biết là mấy đại gia đa số là ở miền ngoài vô đây. Thì em và một số những người bạn trong lớp của em, lớp điện ảnh của mình ngày xưa anh có công nhận là nổi tiếng là đẹp gái không? Đúng chưa? Nói chung là ngày xưa là con gái thì rất là đẹp, hình như là 8 đứa đều đẹp hết 8 đứa luôn, nhìn rất là mướt mắt, mỗi đứa một kiểu. Thì đó, cho nên là tụi em được cái nhóm đó dòm ngó và mời tham gia cái đường dây đó với những cái cachet, những cái tiền rất là sinh viên mà. Sinh viên mà. Rất là nghèo mà đúng không? Không có nghèo, em không có nghèo. Không, em không có nghèo. Dù khi em nghèo em bị dính cám dỗ rồi. Em nãy em nói anh giàu ở ngoài, em còn giàu hơn anh nữa, tại em ham vui vô cái tiếp xá mở. Thì em ham vui. Nhưng mà thì đó, nhưng mà để nói cho nghe thì lúc đó đó, cái thời đó là có những cái cuốn album. Chính mắt em đã thấy cuốn album đó có những tên ai ai ai. Và cái album ngày xưa là chụp tấm hình, ví dụ hình những rất là gợi cảm của một cô hoa hậu hay là người mẫu hay là gì đó ha. Thì ở dưới sẽ có ghi danh hiệu. Sau đó là tới số đo. Em không biết anh đã từng biết và từng thấy chưa. Hồi đầu á, khi mà em cung cấp á, thì người ta nói em là mình cung cấp cái này để cho người ta làm một cái gọi là cái lý lịch của mình, để mà người ta mời show mình. Thì em ngây ngô, em đơn giản. Và các bạn em cũng vậy, tưởng đâu là cung cấp để cho người ta làm, chụp cái profile của mình để mà mời show. Nhưng thật ra không phải quý vị. Cái profile đó là nằm trong cuốn album để đi chào khách. Và giá lúc đó thì dao động khoảng từ 300 đô đến 500 đô cho một lần. Còn nếu đi qua đêm thì tùy thương lượng. Có nghĩa là một lần mà ở luôn tới sáng thì có thể là 500, 700, 1000 tùy theo cái sự nổi tiếng. Mà đó 300 là... Nhiều lắm á. Hồi đó quý vị, Tường mà đi quay mà karaoke có 200 ngàn với 300 ngàn. 250, 300. Có 250, 300 ngàn thôi. Mà đi khách tới 300 đô. Trời ơi là nhiều lắm luôn. Đó. Kính thưa quý vị, nhưng mà những cái đó bèo tiền. Anh Dũng nói mà Tường giàu và gia đình có điều kiện. 200-300 đô đi chi khùng sao đi. Cho nên á là Tường đã từng là chửi thẳng vô mặt mấy cái người mời đó và nói nghĩ sao mà mời mình, khi mà Tường biết Tường rất là giận. Nhưng có một lần cái chuyện cám dỗ này ghê gớm, anh chưa biết. Nãy giờ đang nói 300 đô phải không? Đưa trai đẹp vô cám dỗ em. Không, phải đưa trai đẹp vô là dính rồi, đâu cần trả tiền, đâu cần trả tiền. Lúc đó có một đại gia. Nhưng mà ông này ở nước ngoài. Đó, thì không biết ông ngắm nghía em cái kiểu gì em không biết, mà nhờ cái bạn môi giới đó đến mà mời em ra ăn rất là trịnh trọng luôn, sang trọng luôn. Và người đó đặt thẳng vấn đề mà làm em bị xúc phạm nặng nề lắm. Đặt vấn đề vậy nè, anh này muốn có một đứa con với em ha, chưa có một đứa con với em mới 20 gì hả? Em 22 á. Anh ấy sẽ trả cái tiền công cho em, dùng tiền công nha, là 50.000 đô. 50.000 đô là nó khủng khiếp lắm đó quý vị. Kiểu như bây giờ là mua được cái nhà đó quý vị. Nhưng mà thòng theo cái câu sau mới thấy ghét. Nhưng chỉ
lấy con chứ không lấy mẹ. Nhục vậy. Ủa người ta đã nói là con đẻ mướn rồi. Đúng rồi, đẻ mướn. Thì lúc đó mình nghe mình lùng bùng lỗ tai. Thứ nhất là mình lấy tao chưa biết tao chịu không nữa. Mà chưa gì mà đã lấy con lấy mẹ là mình bực rồi, mình quê rồi. Mình ngồi mình cười cười mình hỏi ủa nhưng mà cho em hỏi là anh muốn vậy thì tại sao hoa hậu người mẫu đồ thiếu gì mấy gì người đẹp chân dài đồ trong khi em đâu có gì đâu, em bình thường em tại sao anh lại là muốn em? Thì người ta nói là người ta không cần đẹp mà người ta cần nhân giống là thông minh. Vớt lại người ta đánh giá em là người thông minh đó, thấy chưa? Cho nên thôi kệ, mình nghe vậy mình cũng vui lòng nhưng mà mình chỉ cười thôi chứ đương nhiên các bạn biết rồi, Tường chỉ có trai dụ, trai trẻ dụ thôi. Tại sao mà Tường đưa cái câu chuyện này vô cái chủ đề cám dỗ? Tại vì mọi người biết nếu đối với ngày xưa có thể cái lời đề nghị này mà gửi đến cho một cái bạn trẻ nào đó mà đang có một cuộc sống nó hơi khó khăn, muốn một cái cuộc sống nó đầy đủ sung túc hơn thì cái lời đề nghị này quả là tuyệt vời, đúng không? Đó có phải là cám dỗ không? Cám dỗ đúng không? Cám dỗ, nhưng mà cuối cùng thì em cũng đã cho qua cái cám dỗ này mới ghê. Cái đó là mới cám dỗ là cấp bậc một thôi. Đời thường. Bây giờ vô cái cám dỗ này, vô nghề em nè. Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe hai câu chuyện tại sao mà em lại bỏ nghề ca hát. Đó, cái này chắc anh khoái nè. Là khi mà em đậu tiếng hát truyền hình xong á, thì lúc đó có một cái nhân vật rất là nổi tiếng. Họ muốn lăn xê cho em. Và họ cho em sẽ xuất hiện tất cả các chương trình trên đài truyền hình. Khi mà họ mời em tới để mà họ đưa những cái bài hát, họ tập cho em hát, thì họ lại hẹn ở trong khách sạn á, và em đã vào đó. Nhưng mà lúc đó cái tâm trạng em hồi hộp dữ lắm. Có nghĩa là em không biết, thì anh phải hình dung một cô gái trẻ mà, rồi ngồi trước mình là một cái ông rất là đỉnh đạt. Lúc đó là ổng còn phải 50 tuổi, mà trong khi mình mới có hai mấy tuổi. Nếu mà nói gì thì tiếng năm đó năm 96 đúng không? 96. Đó thì em còn nhớ mà. Đó. Ủa sao mình vô đây? Thì ổng chỉ nói là vô đây để anh tập cho em hát, em diễn cho nó có cảm xúc đồ này kia thì mình cứ đi theo, rồi ổng đâu có cho mình cơ hội nói đâu. Ổng chỉ kêu là theo anh, là ổng đi trước, mình tò tò đi theo, rất là cái hình ảnh rất là đáng thương. Thì đi lên vô phòng mà mới lạnh, mà mình thấy nó nóng trong người á. Lúc đó em có cảm giác rồi. Cảm giác có gì điều gì đó nó đang nguy hiểm rồi. Đúng rồi, mình. Ừ thì cảm giác vậy đó. Mà lúc đó là xài cái phone link chứ không phải mà bóc điện thoại mà gọi bạn. Đúng rồi, phone link. Ừ. Đó, thì ổng thấy em căng thẳng quá, ổng cũng kêu em ngồi xuống rồi cũng lấy nước ngọt cho em uống. Nhớ ngay lời mẹ dặn, đâu có dám uống nước ngọt đâu. Nó khô cổ họng mà đắng cổ họng luôn mà không dám uống. Cái ổng ngồi thì ổng cũng mở cái Samsonite ra. Bài hát nhiều lắm, cho các tường, bài hát cho các tường không à. Trời ơi ác ghê, mà lúc đó mình xúc mồ hôi vậy đó. Cái bạn ấy ra nằm dài trên giường vậy nè. Cái bạn ấy kêu em hát lại cái bài lúc em thi tiếng hát truyền hình đi anh nghe. Rồi anh sẽ chỉ cho em những cái chỗ mà em hát. Vì tình đầu chia ta tình đầu. Trời ơi mà lúc đó em phải đứng lên. Ổng nằm nha, anh cái tướng phè phở giống như anh đang nằm vậy nè. Ê, tướng anh đẹp hơn nha. Đúng rồi, rồi em đứng vậy nè. Mà hát, anh nghĩ đi. Người yêu hỡi xin dâu là sâu. Người yêu hỡi xin dâu là sâu. Khi chia tay tình đầu. Cô em hỏi anh hay chỗ nào được. Rung thấy bà nội luôn mình. Tôi nói mồ hôi nó đổ vậy đó. Mà ông nằm, ông hát chứ. Hát ghê luôn, nằm vậy đó. Xong cái tự nhiên cái ông nói cái chỗ đó em hát lại. Xong cái tự nhiên mình căng thẳng quá. Cái tự nhiên ông nắm tay em, ông kéo xuống giường. Rồi nó rồi xong rồi. Ông kéo xuống giường thì ông em đang đứng mà. Kéo cái thì em té sấp lên trên người ông luôn. Mà em nhớ hoài cái hơi của ổng á, cái hơi á, mà cái tiếng rên của ổng nó ẳng giống như là cái con chó mà nó bị mắc bẫy đúng không, ăn thuốc cái gì, nó ăn bả thuốc gì tự nhiên té xuống mà em thấy ông cái tiếng vậy đó. Trời ơi, em ám ảnh mấy ông hết sức á em. Không phải, ông sung quá. Không, ông sung nhưng mà ông tại tuổi già, ông hết sức á. Chứ còn thanh niên là nó khác. Cái tiếng rên của thanh niên nó vậy nó hả? Đâu có hử đâu. Cái em ráng em vùng em ngồi dậy. Nhưng mà thật ra là em là lúc đó em nói thiệt, em khỏe lắm. Em quất ông khá là ông. Em quất ông cái là ông cũng đi nữa. Nhưng mà mình đâu có dám. Cái em ngồi dậy xong cái tự nhiên ông thấy em căng quá. Cái tự nhiên ông đi vô trong toilet á. Ông nói đợi anh chút nha. Lúc đó ông nói anh, nếu mà anh đoán thì chắc cũng gần 50 đúng không? 50, 52 gì đó. Anh biết mà. Trời cũng ác ghê. Mà bây giờ suốt cả hai mươi mấy năm Tường suy nghĩ là câu chuyện Tường cũng không biết lúc đó ông vô toilet làm gì. Ông xài Viagra, ông bôi thuốc. Làm gì 10 phút dữ vậy? Thì đó thì phải vô trong đó để mà nó cho nó ấy xong uống thuốc xong rồi để cho nó bắt đầu nó mới thấm chứ. Chứ còn ra nếu mà nó cũng như là trên bảo dưới nó không nghe.
Mặc dù là trước mặt ổng là một cái con mồi rất là béo bở, nhưng mà lực bất tòng tâm, nhiều khi lực bất tòng tâm số thiệt mà. Thế là tôi còn mắc cỡ đó. Tại vì ổng cũng hồi hộp nên ổng cũng mệt. Chứ không phải là, thí dụ như em vô mà em ấy thì em ấy em lả lướt ổng thì nó là khác, em bơn trớn thì cái nó dễ, còn cái lần này là ổng phải tự vận động. Đúng không? Cái đó là cái tâm sinh lý của một người đàn ông. Có những người ta 50 mấy tuổi. Ủa giờ anh cũng gần 50 tuổi rồi, anh có cần hỗ trợ? Chưa bao giờ. Chưa bao giờ, sao anh rành cái gì? Tại vì cuộc sống của anh nó thể thao, nó rất là enjoy mà. Chứ đâu có giống người ta. Người ta là một cái người nó khác, một cái vị trí khác, một cái môi trường khác, làm sao giống được. Thì nhờ cái lúc mà ổng 10 phút ở trong toilet á, là em ngoài này em mới chụp cái điện thoại bàn, em mới nhắn vô Phương Linh. Mà nhắn Phương Linh biết cái người ta có nghe hay không, cái đó là còn năm ăn năm thua. Năm ăn năm thua. Đúng không? Em nhắn Phương Linh là Hằng ơi, mày nhỏ bạn em tên Hằng, Hằng ơi mày tới gấp, tao đang ở phòng số mấy ở khách sạn đó ha. Khách sạn trên đường Nguyễn Trãi, em còn nhớ mà, tao ký ức em nhớ dữ lắm. Rồi cúp máy liền mà bắt đầu niệm Phật là coi cái bạn mình nó có tới hay không. Thì ổng đó ổng bước ra, mặt ổng rất là kiểu như là rất là, tức là ông có mặc đồ không? Có, vẫn mặc như cũ mới nói chứ, vẫn như cũ, vẫn có như nịch đồ bình thường. Vẫn có quần đúng không? Dạ. Ông sấn tiến tới phía em, rồi nói chuyện hát hò gì đó một chút. Anh nói là số đợt cuối tháng này là anh sẽ cho em hát hai bài, một bài đơn ca, một bài song ca, là hứa hẹn là tập rồi đó, là bút ngày quay thu rồi luôn đó. Xong cái tự nhiên ông tiến tới thì em thụt lùi, ông tiến tới em thụt lùi. Mà cái khách sạn nó sang lắm, bắt đầu ông đè vô người em vậy nè, đầu em lại tiếp tục nghe cái hơi ông nữa, em nghe cái hơi ông phà phà vô mặt em nha, mà cũng cái tiếng trời ơi, trời ơi. Em nghĩ chắc cái mùi hôi đó với cái mà cái tiếng nó ám ảnh em chứ nó già. Nó không phải hôi mà cái hơi già chứ không phải là hôi. Mà cái này già là có nghĩa là cái ông nó có vệ sinh có sạch sẽ không? Sạch sẽ nhưng mà cái kiểu cái là tuổi cái gì? Mùi cái mùi đó là mùi già, anh hiểu không? Ủa giờ em ngửi anh thử coi. Ủa giờ em ngửi anh thử coi. Em cũng vậy. Ủa nó khác em. Em không biết nữa. Nhưng mà vì lúc đó em còn nhỏ lắm. Anh hiểu không? Em là thịt thơm thôi vậy. Cái mùi da thịt nó tươi thơm. Còn cái này là cái mùi già. Giống như anh nói á, cái trẻ đâu có rên vậy đâu. Đúng. Ông muốn hung em á, hiểu không? Em cứ ngã. Em ngã, cứ ngã. Thì em ngã, em hết đường lui rồi thì ngã, em ngã vô cái bàn, cạnh cái bàn mà làm việc. Ông ngã sao mà đúng thế luôn đó. Nó như vậy luôn nè. Đúng cái người thế. Em nghiêng 90 độ lên cái bàn vậy luôn nè. Là cái bàn nó cắn vô cái lưng em luôn vậy nè. Thì em vậy nè. Thì em vậy nè. Ông vậy nè, mà ông vậy đó. Cái hết đường rồi, tới đây là anh tưởng tượng cái môi của ông á đụng vô cái môi của em. Mà anh thí dụ như mà hai người hôn nhau á là nó khác, nó vô khớp. Còn lần này á là em né thì anh biết không, né thì nó trợt qua trợt lại thì anh hiểu, tưởng tượng nước miếng mà nó dính ra ngoài. Anh hiểu không, anh hình dung đâu. Em điên quá rồi, em không biết làm sao luôn á. Tại vì gớm quá đi. Không còn cái gì nữa. Đúng rồi. Quất luôn. Em không có dám quất ổng. Đẩy. Em xô một cái bình bông, một cái đèn mà đèn chùm mà cái bình bông rất là bự ở trong cái khách sạn đó đó. Em xô cái choang, đổ ra nó bể. Nó bể xong một cái thì ổng tỉnh. Ổng buông em ra thì em đứng lên, mà lúc đó em run lắm. Mà run là tại vì run không biết có tiền đền cái đèn đó không, chứ không phải là run cái chuyện của cái ông này. Tại vì mình sợ ổng thôi, chứ mình không muốn đố ông làm được cái gì mình. Thật sự luôn, Tường thấy rõ ràng. Tại vì mình muốn, chứ còn nếu mình không muốn không ai làm được gì mình, trừ trường hợp là hiếp dâm. Đúng rồi. Trừ trường hợp bị là hiếp dâm. Chế, bị khống chế. Chứ còn nếu mà bình thường á, khó lắm. Thì cuối cùng á, tự nhiên ông quăng em ra. Ông mua em ra, cái tự nhiên ông trở mặt. Trời, cái ông xuống tiếp tục nằm, hút thuốc, phèo phò. Mà em đứng em khóc quá trời luôn, ông chửi em. Ông nói cô tưởng cô là ai, cô tưởng cô là người nổi tiếng hả? Bao nhiêu người nổi tiếng muốn tiếp cận tôi mà không được này kia. Ông chửi em xong, cái tự nhiên ông đứng lên, ông móc bóp. Cái ông lấy thì em không nhớ bao nhiêu tiền, nhưng mà bây giờ thì giống như khoảng 500 ngàn vậy đó. Cái ông dằn lên bàn một cái bóp. Cái ông đi ra. Ông xách xong chiều nay, ông đi ra khỏi khách sạn. Trời, em thở phào. Bắt đầu lúc đó đó, cái con nhỏ bạn em nó mới tới, ổng đi rồi á, con bạn em nó mới vô, khóc quá trời khóc luôn. Bắt đầu hai đứa bình tĩnh lau nước mắt xong rồi mới muốn đi, bây giờ đi ra. Em sợ em đi ra khách sạn cái là người ta kêu em lại tính tiền á, em sợ. Nhưng mà thật ra cái người đó người ta đàng hoàng, đối với người ta tiền bạc đâu có là cái gì. Ai mà làm cái chỗ là chỗ của ổng. Đó thì hai đứa đi ra, trời ơi, thoát ra chỗ đó giống như là chim sổ lồng á anh ơi. Hít một bầu không khí mà hai đứa chạy về mà ôm nhau khóc. Đó là những cái cám dỗ mà em cũng nghĩ rằng nếu như những cái bạn trẻ thời đó giống như đúng như cái lời của cái người đó nói á, là biết bao nhiêu người muốn được ổng làm như vậy, muốn được ổng chiếu cố mà không được. Cô là mãi mãi không bao giờ nổi tiếng được trong nghề này đâu, cô nhớ những lời tôi nói nha. Chính xác. Ông chỉ em, ông nói vậy luôn sát đó. Đó. Anh biết cái thời đó mà. Rồi cái thôi xong em im. Nhưng mà sau đó thì cuối cùng
hai cái bài hát mà em đã quay, đã thu âm rồi, cắt luôn, không phát sóng luôn. Cho nên mọi người hay thắc mắc hỏi tại sao Tường đậu tiếng hát truyền hình nhưng mà Tường không có xuất hiện trên truyền hình, là lý do là cái đường truyền hình Tường là bị triệt rồi đó. Bây giờ đường truyền hình triệt thì bây giờ em chuyển qua đi show ở ngoài. Thì lúc đó em cũng rất là may mắn, em được một cái ông anh gọi là ca sĩ nổi tiếng thời bấy giờ, đi hát show tỉnh là coi như là ổng là khét tiếng luôn. Tình cờ một lần đó, dịp đó em đi hát ở Vĩnh Long, em gặp ảnh. Thì ảnh thấy, ôi con bé nào xinh quá. Dạ em chào anh, em tên gì? Dạ em tên là Cát Tường. Ủa em ca sĩ hả? Nói dạ. Em hát thể loại gì? Dạ em hát nhạc tình cảm, nhạc trẻ. Ok, lát nữa em lên hát đi, anh coi coi em hát làm sao. Được thì anh giới thiệu show cho. Mà em nói gian em chết liền. Em đứng vậy nè, mà ổng á, ổng đi qua đi lại trước mặt em á. Ổng đi qua một lần, ổng cọ hàng vô người em. Ổng đi về một lần, ổng cọ hàng vô người em. Mà em nghĩ cái cọ này nó có hai điều. Một là ổng biến thái, kiểu như là ổng đang hứng quá, ổng cọ qua, ổng cọ lại. Hai là ổng muốn cọ để ổng gieo, gieo thử coi cái phản ứng em như thế nào, coi có chịu đèn hay không. Mà em á thì là một đứa cũng rất là lì. Chị nào mà nước đánh chân á, lúc đó em mới nhảy chứ em cũng lì lắm. Em mình cũng coi coi người ta làm cái gì mình, hiểu không? Cũng có những thứ tò mò, bởi bớt tò mò giống Cát Tường. Bởi bớt tò mò giống Cát Tường. Bởi bớt tò mò giống Cát Tường. Đứng luôn, ông thấy em im re. Rồi sau đó lấy số, đi về Sài Gòn. Ngày nào cũng điện thoại hết trơn á. Hôm nay em hát ở đâu, anh cho xe tới đón em đi nha. Rồi kia. Mà thiệt, ông xạo nhưng mà lại có thiệt. Xạo là xạo sao? Xạo là anh đang ở trước cửa nhà em nè, ra đi, nhưng mà thật ra khi nào mà em nói em bận thì thôi. Mà nếu em nói dạ, để em thay đồ trang điểm 15 phút em ra, thì đúng y như rằng 15 phút nữa em ra là ảnh đã có, ảnh không đi đón, nhưng mà xe tài xế ảnh tới đón. Mà lúc nào cũng vậy, ga lăng lịch thiệp. Chắc cái này khó nói quá. Ủa là sao? Cầm bậy, khó nói quá. Ủa có ca sĩ nào mê gái dữ vậy đó hả? Ca sĩ trong Nam à? Ca sĩ trong Nam. Yeah, hú hồn vậy. Hú hồn vậy. Rồi, hôm đó ảnh xe chở thẳng rét tới một biệt thự nguy nga tráng lệ. Vô nhà thì vô phòng. Nhưng mà họ anh ấy đẹp không? Đẹp thì em thích rồi. Mệt quá à. Anh kỳ quá. Nếu mà đã đẹp thì đâu cần dụ em đâu. Em dụ lại rồi. Thì trước khi mà bắt đầu vô phòng ngồi nói chuyện thì em mới khớp. Tự nhiên sao đi vô nhà, tưởng tham quan nhà hay gì, tự nhiên đi vô phòng ngủ, đóng cửa cái rụp lại, cái em nói em căng thẳng quá, bé hát hay lắm rồi kia cái nọ vậy. Thì ổng bóc điện thoại liền luôn, ổng gọi cho bầu show liền luôn. Chị hả, show tới của em á, hát ở Vũng Tàu, Bình Dương gì đó, là chị gọi điện mời bé Cát Tường cho em nha. Rồi em đọc số cho chị nè, mời bé này đi, bé này đẹp, hát hay lắm. Thì ảnh đọc số của em lên, nhớ nha chị. Ok, ảnh cúp máy. 10 phút sau bà bầu show gọi mời em thiệt luôn, là khi em đang ngồi trong phòng nhà của ảnh luôn. Có nghĩa là cái level của ảnh rất là cao. Và cho mọi người biết trong nghề mình có một cái chuyện là có thể được yêu cầu người này người kia, đúng không? Được mà đó. Ủa bây giờ, ngay bây giờ nó còn kinh khủng hơn nữa. Hoặc là tôi không thích người đó, có Cát Tường là không có Trung Dũng nha, là ok luôn. Thí dụ như anh nói cho em nghe, trong cái phim đó, đạo diễn đó, MC đó, thí dụ như người ta nói là người ta đưa một cái danh sách đen, từ đây về sau đừng bao giờ xuất hiện trong cái chương trình của tôi, hay show của tôi, hay là phim của tôi, hay là bất cứ một cái gì đó. Đó là như vậy, người ta có danh sách đen của người ta. Lúc đó em sướng thiệt anh. Má mời liền, mình nói trong bụng, chà, công nhận ông anh này dữ thiệt ha. Cái bắt đầu hình như ông nó ông hơi biến thái á. Mà... có nghĩa là không thích làm mà thích kỳ kỳ á. Ông mà cuối cùng là cái bữa đó làm sao? Là mém thôi chứ không có làm. Không có làm gì luôn hả? Đâu. Không có dụ dỗ gì, không có hôn hít. Có làm mà làm không được, tại em không có chịu. Em mắc cười quá em cười. Có nghĩa là vậy nè, chỗ em còn nhớ như in luôn á. Thì anh cũng vô rồi ông cũng nhào vô thì nắm tay rồi cũng hung hít rờ mó mó, cái tự nhiên em cười, mà cái giọng cười của Tường là mọi người biết rồi. Tự nhiên em mắc cười, không biết lúc đó ai chọt em hay gì, em ngứa hay gì á, tự nhiên cái em cười. Em cười vậy luôn á. em cười vậy luôn á. Cái tự nhiên ổng đang còn cứ như là đang chuẩn bị hì hục á, cái ông nhìn em vậy nè, ông nhìn em giống như em người hành tinh vậy á. Cái tự nhiên ông ngừng dậy, cái ông ngồi dậy, cái ông thôi, cái hai anh em ngồi nói chuyện bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy đó. Cái hồi ông kêu xe ông chở em về, mình trên đường mình đi về mình cũng nghĩ ngộ trong bụng, mình nghĩ lạ, ủa là sao ta. Sau đó một thời gian mình nghĩ có khi nào lúc đó ổng cũng bệnh rồi, mà chắc ổng nghĩ mình bệnh hơn á, hay là ổng nghĩ chắc em bị sida hay là cái gì á, sao mà nằm yên không có chống cự mà còn nằm cười á, kiểu giống như mày làm gì tao, mày làm đi rồi mày chết gán chịu á, rồi mày chết gán chịu á. Cái kiểu phong cách vậy đó, tự nhiên ông tha
em sao em hay ỷ lại vô bản thân lắm. Em nghĩ là em có khả năng tự bảo vệ được mình, và giống như là trời xui đất khiến hay sao mà đến giờ phút này Tường vẫn luôn tự hào. Tường chưa bao giờ phải đánh đổi bất cứ một cái điều gì cho sự nghiệp của mình. Đang nói về sự nghiệp nha, còn chuyện tình yêu thì thôi miễn bàn. Đó, thì ngày hôm nay nãy giờ cũng 3-4 câu chuyện, thì em muốn chia sẻ với anh Dũng cũng giống như đối với tất cả mọi người là bất cứ lứa tuổi nào xung quanh ta cũng có rất là nhiều những cái cám dỗ. Tùy theo cái giáo dục gia đình, tùy theo cái định hướng của cuộc sống, tùy theo cái tính cách của mỗi người và tùy theo cái suy nghĩ của mỗi người thì nó sẽ rẽ cái cuộc đời mình theo một cái hướng đúng khác rồi. Ví dụ lúc đó em đẻ mướn thì cái cuộc đời em đi hướng khác à. Có thể bây giờ không phải là Cát Tường như bây giờ, hoặc là có thể em chịu được để cho người ta giúp đỡ, có thể bây giờ em là một ca sĩ nổi tiếng chứ không phải là một nghệ sĩ, ví dụ, cũng có thể. Hay là em tàn đời cũng chừng. Thì nó chỉ có hai con đường thôi, mà được lên bao nhiêu số, được lên bao nhiêu lần, em hiểu không? Sau đó thì người đó cũng sẽ ra đi, lại người khác lên tiếp tục, chẳng lẽ em lại tiếp tục ngã vào vòng tay người khác nữa. Cuộc sống như vậy thì nó sẽ là một cái sự người ta khinh bỉ mình. Một người nghệ sĩ người ta gọi là khinh bỉ, em hiểu không? Nhưng mà có một điều người ta nói, con cá sảy là con cá to. Có nghĩa là những điều đó nó chưa xảy ra với cuộc đời em, sao em biết được? Ví dụ như bây giờ là em luôn nuối tiếc là tại sao mình không là một ca sĩ mà mình là một diễn viên, thì có phải là tại hồi đó em bỏ những cơ hội đó nên em không là ca sĩ không? Nhưng mà giờ anh hỏi thiệt em là giữa ca sĩ và diễn viên á, em cảm thấy là trong thâm tâm em yêu cái công việc nào nhiều nhất? Đương nhiên là diễn viên rồi. Tại vì cái diễn á, cái diễn là cái mình, anh em mình được học, được đào tạo bài bản mà nó đi sâu vô trong cái con người của mình rồi. Nó có nội tâm, nó có chiều sâu. Thật ra mẹ em thì nói em, mày mà hát cái gì dẹp đi, đừng có hát dở như bíp. Thật sự luôn là gia đình em không ủng hộ em trong cái chuyện hát. Bởi vì ngày xưa cô ấy cho em học trường là cô ấy cũng có một cái lý do của cô ấy mà. Đó. Đó, thì bây giờ quay trở lại câu chuyện là những cám dỗ ngày hôm nay, thì anh Dũng có ý kiến gì hôm qua những câu chuyện em kể? Thực ra thì anh không có cái quyền phán quyết đúng hay sai trong cái chuyện này, nhưng mà mỗi con người là được sự giáo dục của gia đình. Và khi mà mình có bị sa đà hay là mình cái cuộc đời mình có bị cái gì không là do sự phán quyết, do sự quyết định của mình. Cái lúc đó ví dụ chẳng hạn em nói là em đẻ mướn, hoặc là em chấp nhận với cái chuyện với một cái người mà đó người lớn tuổi đó, thì bây giờ biết đâu cuộc đời của em nó hoàn toàn nó khác, nó không được hạnh phúc như bây giờ em đang ngồi đây. Trời ơi, hạnh phúc đâu hạnh phúc, không có chồng mà hạnh phúc. Anh nói cho em nghe, không phải có chồng là hạnh phúc, không phải có con là hạnh phúc, không phải là độc thân là bất hạnh. Rất là nhiều người phụ nữ trên thế gian này đều độc thân, nhưng mà em may mắn em có một đứa con gái, em có cha mẹ kế bên, anh chị em trong một cái gia đình. Như thế là nó quá hạnh phúc rồi. Bây giờ em muốn ăn, em muốn ngủ, em muốn làm gì làm. Em thích người nào, em có thể đi chơi với người đó mà em không sợ bất cứ một cái điều gì. Đó có phải là một cái sự tự do của một cái người phụ nữ thời nay không? Dạ. Ông, những ý kiến của anh Dũng hoàn toàn đúng. Nhưng mà để cô động lại cho những cái gì Tường chia sẻ hôm nay, thật sự là khán giả mà đang theo dõi chương trình này và là khán giả của Cát Tường thì nó có rất là nhiều là các bạn lứa tuổi, thì Tường muốn gửi gắm một cái lời, không dám là lời khuyên, nhưng mà một cái lời chân thành. Có nghĩa là đời Tường đã từng đi qua những cái giai đoạn mà có rất nhiều cái cám dỗ xung quanh mà Tường không phải là hay, nhưng mà may mắn là vì mình được, có thể là do là cái điều kiện kinh tế của mình nó ổn định, đó là do ba mẹ mình đúng, cho. Đúng, chính xác là nhờ ba mẹ. Nhờ ba mẹ. Chứ nếu như có những bạn, tại vì Tường không bao giờ chỉ trích bất cứ một ai hết, tại vì mỗi người một cái hoàn cảnh, một cái số phận khác nhau. Nhưng mà các bạn trẻ nè, các con nè, các cháu nè, nghe cô Tường chia sẻ là xung quanh mình có rất nhiều cám dỗ và cuộc đời của tụi con là tự tụi con quyết định. Các bạn biết không, những cái cạm bẫy nó luôn luôn làm những cái ngã rẽ cái cuộc đời của mình, giống như chiếc tàu lửa mình đang chạy vậy nè. Thì đến những cái ngã ba đường, ngã tư đường bắt buộc mình phải rẽ, thì đó là lúc mà ta lựa chọn. Thì các bạn hãy hết sức tỉnh táo, có thể mình phải thăm dò hoặc là hỏi ý kiến của những người đi trước, những người thân. Có những bạn không thể chia sẻ được với ba mẹ mình thì có anh, có chị, có cô, có chú, có bác, hoặc là những người bạn thân, người ta sẽ cho mình những cái ý kiến. Bởi vì nhiều ý kiến á, cái người ngoài bao giờ nó cũng sáng hơn người trong cuộc. Để khi mình chọn một cái ngã rẽ của cuộc đời mình phải chọn cho đúng. Bởi vì khi ta đi trật đường ray rồi á, nó đã qua cái bánh này rồi, nó đi tới một cái sân ga khác. Bạn biết không, cũng vòng lại khó lắm. Hãy nghĩ đến tương lai của mình còn rất dài ở phía trước để đưa ra một cái chọn lựa đúng đắn. Có muốn đánh đổi, cô cũng không có ngăn cản, nhưng con phải suy nghĩ thật kỹ. Và tụi mình khi mình muốn làm gì đó, mình phải hiểu là mình đang làm gì và mình chủ động được trong cái việc đó. Liệu cái việc đánh đổi đó nó thật sự mang lại cái thành công mong muốn của mình hay không, hay là đánh đổi rồi để chỉ mất mát và đau thương, và sau này khi mình nghĩ về cái quá khứ của mình lại càng cảm thấy hối hận.
Đó là cái thông điệp mà ngày hôm nay cô Cát Tường cũng như là chú Trung Dũng muốn gửi đến cho các bạn trẻ. Và nếu mà các vị phụ huynh mà cũng đang theo dõi chương trình này thì chắc là cũng đang ngồi ôn lại chuyện cũ, giống như là anh em của Cát Tường ngồi đây, ai cũng có những quá khứ rất là đẹp của mình, đúng không ạ? Nếu như quý vị mà còn cần muốn chia sẻ những câu chuyện gì thì mọi người cứ việc gửi comment bên dưới nha. Tường chắc chắn là sẽ kể cho các bạn nghe những câu chuyện thật, qua đó chúng ta có thể rút ra được những cái kinh nghiệm cho cuộc đời của mình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và cảm ơn anh Trung Dũng ngày hôm nay đã dành thời gian đến lắng nghe những câu chuyện của nhỏ em và cho những cái ý kiến đóng góp và nhận xét rất là bổ ích. Cảm ơn anh Dũng rất là nhiều. Rồi vậy thì mình tạm biệt ngày hôm nay nha. Và quý vị nhớ nha, hãy bấm subscribe kênh YouTube của MC diễn viên Nguyễn Trí Cát Tường và hãy nhớ đón xem những tập tiếp theo, chắc chắn sẽ có những chủ đề rất là hot. Và một lần nữa cũng cảm ơn nhãn hàng cà phê xanh của công ty Thiên Nhiên Việt đã tài trợ chính cho chương trình để Tường có thể có đủ kinh phí để thực hiện cái chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị nha, hẹn gặp lại. Mọi người ơi, cà phê xanh là cà phê kháng mỡ, thanh lọc cơ thể và hỗ trợ giảm cân. Mỗi ngày hãy uống từ 2 đến 3 gói để đạt được hiệu quả tối ưu. Mọi người ơi, hãy bấm subscribe theo dõi kênh YouTube của MC diễn viên Nguyễn Trí Cát Tường và đừng quên bật nút chuông quý vị nha.